sư tỷ ta không chống lại linh lực của ngươi là vì sợ làm ngươi bị thương ngươi đừng qua đáng quá để con gái của trình lệ ở lại phong chúng ta sư đệ định mở hậu cung sao hậu cung gì không phải là chỉ có một mình nàng ta sao còn có ai ấy chẳng lẽ trong tiềm thức sư tỷ đã ở trong hậu cung này rồi huyễn ảnh kiếm Sư tỷ, ngươi xem đi, tầm nhi kia viết đó, ta không có sở thích đọc thư tình của người khác. Đây không phải là thư tình, là thư dọa nạt. Số 4, giữ ta ở lại Thanh Vân Tông. Số 4, chẳng lẽ là chỉ cái mặt nạ ngươi đeo lúc ban đầu? Ừ, hơn nữa nàng ta đến ta là luyện thi số mấy cũng biết chắc là có quan hệ rất gần với tà tu kia còn hơn cả vương đăng chỉ là không biết cái chết của vương đăng và vương tuyệt có liên quan gì đến nàng ta không nhưng nàng ta muốn làm cái gì đi hỏi không phải là được rồi sao ngự thuật kiếm đa trọng ngự kiếm thuật dùng phi kiếm của bản thân ngươi đi dùng sư đệ quen rồi ta đã không muốn dùng phi kiếm khác nữa thế đừng dùng quen nữa ấy đó không phải là đệ tử đột phá kiếm ý hôm qua sao trời ạ à, ta nghe nói là hắn mới luyện khí kỳ sao lại biệt ngự không phi hành thanh vân kiếm quyết ngự bản thân tiêu hào thấp một trăm dạng có thể tiêu hao mười linh thạch Hả? có thứ gì đó rơi xuống chính dương tông chúng ta tờ rơi tỷ võ chiêu thân chính chủ là con gái của môn chủ vạn tượng môn bây giờ gửi lời mời tỷ võ chiêu thân yêu cầu nam nữ đều được tuổi tác dưới 30, mươi tù vi trên trúc cơ chỉ cần công bằng chiến thắng được người hôn ước đương nhiệm của chính chủ luyện khí tầng 5, vạn năm khó gặp khi tài hai đạo kiếm đạo và khí đạo tinh dạ liền có thể thay thế hắn được đến trước được trước đây là cái quái gì đây rốt cuộc thì ngươi đang làm cái gì vậy đã lâu không gặp số 4, còn nhớ ta không ta không phải số bốn ta là tinh dạ thế sao không có ký ức trước khi bị luyện chế sao ta hỏi lại một lần nữa người muốn làm cái gì tỷ võ chiêu thân ta hỏi ngươi là vì sao nghe lén không hay đâu không sao bọn họ là người của bên ta đều biết thân phận thực sự của ta viết cái gì đây đặc điểm từ chất kiếm đạo khí đạo cao vinh váo manh động đầu óc không được tốt nghi ngờ bổ sung ngự nữ hữu thuật vào tông chưa được một tuần đã có thể khiến hai vị sư tỷ rơi vào tà đạo đây là ai vậy con người ta không thích vòng vơ có mục đích gì thì ngươi nói thẳng ra đi tỷ võ chiêu thân là một thử thách nếu ngươi có thể đánh thắng tất cả người khiêu chiến thì ta sẽ nói cho ngươi biết vậy nếu ta thua thì sao công khai thân phận luyện thi của ngươi bản thân ngươi cũng là đồng bọn với tà tu khiến sư đệ bị lộ thì ngươi cũng không chạy thoát được chẳng sao cả sư đệ ngươi đảo lộn kế hoạch của ta chịu trách nhiệm của là điều đương nhiên kế hoạch gì thắng tỷ võ chiêu thân thì ta sẽ nói cho ngươi cố lên đi đáng ghét ta ghét nhất là người nói kiểu che giấu ta thấy nàng ta chính là đang dọa ngươi thân phận con gái của môn chủ như nàng ta sẽ đồng quy vu tận với sư đệ không chính bởi nàng ta là con gái của môn chủ vạn tự môn nên cho dù nàng ta thừa nhận là bạn thân cầu kết với tà tu thì cũng là chuyện của nội môn bọn họ với thân phận của nàng ta thì sẽ không chịu phải chừng phạt quá lớn lần trước vương đang đã bại lộ sư đệ không phải cũng thất bại sao hai người có thể vào trong phòng nói chuyện được không không giống nữa Bây giờ sư đệ đang đứng trên đầu ngọn gió, những tông môn khác không muốn nhìn thấy Thanh Vân Tông quật khởi thì sẽ rất mong hắn sẽ xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ không dễ dàng qua đi như lần của Vương Đăng trước đấy đâu. Đều tại sư đệ thể hiện quá, đúng vậy đúng vậy, giờ thì xảy ra chuyện rồi, đừng chơi nữa, đúng là làm càn. Nha đầu Tâm Nhi kia định làm cái gì? Lần này là Vương Đăng xảy ra chuyện, Thanh Vân Tông không thể thực hiện hồn ước, nên ta mới chủ động nhắc hôn để hắn không dễ từ chối nếu không thì thanh huyền cũng chỉ mong tiểu tử kia cắt xa người của vạn tự môn chúng ta nha đầu này lại làm cái gì mà tỷ võ chiêu thân không phải là đúng ý của thanh vân tông sao nếu ta là thanh huyền thì cho dù thắng được cũng sẽ cố ý thua môn chủ có liên lạc với tiểu thư không ta đã truyền âm cho nó rồi nhưng vẫn chưa trả lời phái người đưa nha đầu đó về đây môn chủ tinh dạ chủ động giữ tiểu thư lại chúng ta cưỡng ép đưa về thì không được hay lắm tuy nhìn như có vẻ làm vậy nhưng tiểu thư làm như vậy nói không chừng là có che giấu huyền cơ gì đó ố nói xem xem ta cho rằng tiểu thư làm như vậy được chia ra làm hai tình huống một loại là để xác định tinh giả đã mê luyến nàng hơn nữa còn che giấu thực lực như vậy thì trận tỷ võ chiêu thân này của tiểu thư trên thực tế chính là kế ly gián thanh huyền ắt hẳn sẽ để tinh giả cố ý thua để cắt đứt quan hệ với chúng ta nhưng tiểu thư chắc chắn rằng tinh giả sẽ bất chấp mệnh lệnh của thanh huyền để có được nàng dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên đến lúc đó thực lực của tinh giả được thể hiện hết đánh bại tất cả đối thủ nếu như thanh huyền tiếp tục dở trò thì với tính cách mạnh động của tiểu tử kia sẽ có khả năng trực tiếp cắt đứt quan hệ với thành thuyền tông còn loại thứ hai loại thứ hai thì ngược lại tiểu thư đã xác định rằng tên tinh dạ này không thể để tông phải ta dùng được nên muốn mượn cơ hội tỷ võ chiêu thân lần này để trừ khử hắn bây giờ hắn là nghịch lân của thanh vân tông chưa khử kiểu gì nói chuyện này cho lâm trí viễn biết bây giờ lâm trí viễn chỉ mong giết được tinh dạ càng sớm càng tốt Cơ hội như vậy thì hắn sẽ không thể bỏ lỡ được. Vậy thì càng cần phải liên hệ với Tâm Nhi để hỏi xem là tình huống nào. Tiểu thư không trả lời tin tức của môn chủ, đại khái là nàng cũng bị Thanh Vân Tông trông chừng rất chặt, chúng ta hành động thiếu suy nghĩ rất có thể phá hỏng kế hoạch của nàng. Theo ta thấy thì bất luận là loại tình huống 1 hay là loại tình huống 2 đều cần phải nói tin tức này cho Lâm Trí Viện biết. Vì sao chứ? nếu là loại thứ hai thì chẳng có gì phải nói, lâm trí viện có thể thay chúng ta trừ khử một mối đe dọa tiềm tàng, đến lúc đó chúng ta phủ sạch quan hệ, đồng tâm hiệp lực với thanh vân tông là được. nếu là loại thứ nhất thì chỉ cần trước đó bảo tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng, mặc bảo y hộ thể, đến thời khắc quan trọng có thể đỡ được một đòn chí mạng cho tinh dạ tiểu hữu là được. vốn dĩ hắn đã thích tiểu thư, công thêm ân cứu mạng thì chắc chắn là có thể nắm chắc được trong tay. kế hay, kế hay, có người thông minh như giả sự thì vạn tượng môn ta cần gì phải xấu không hưng thịnh. môn chủ quá khen rồi, chỉ là tin tức truyền âm của tiểu thư vẫn chưa trở về, xem ra là đã bị trông chừng rất chặt chúng ta phải nghĩ cách để truyền tin tức vào. Ừ, đúng là cần giải quyết vấn đề này. Sao con, ngươi về rồi, tinh dạ muốn bế quan 3 tháng để lĩnh ngộ kiếm ý nên con về trước. Vi phụ đã gửi cho con rất nhiều truyền âm, vì sao con không có trả lời? Ngọc truyền âm của con đã quên chưa nạp linh thạch rồi. Khụ khụ, trở về là được rồi, có một vài chuyện vẫn nên nói trực tiếp thì tốt hơn. Giả chấp sự, sao mặt người lại đỏ? Thông báo, tinh dạ cần bế quan, 3 tháng sau sẽ xuất quan. 3 tháng sau? Sao lại lâu như vậy? Đã nói rồi, tinh dạ sư đệ vừa đột phá kiếm ý nên cần bế quan để lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ cái gì chứ? Mới luyện khí tầng 5, cho dù đột phá kiếm ý gì thì cũng không thể là đối thủ của những huynh đệ trúc cơ bọn ta, đúng không? Đúng vậy đúng vậy, không mau tỉ thí nhanh thì chấp nhiệm trong lòng bọn ta sẽ không yên, cũng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Vậy được thôi, những người không đợi được thì đến chỗ ta đăng ký, đến lúc đó ta sẽ nộp danh sách cho tông chủ, nói những người này chỉ mong sớm ngày rời khỏi Thanh Vân Tông đi làm con rể của Vạn Tự Môn sĩ ba tháng thì ba tháng những người tu tiên chúng ta ba tháng cũng chỉ như ba giây thôi đúng vậy đúng vậy tỷ võ chiêu thân cái gì đó căn bản chẳng là gì cả đúng vậy mọi người chỉ đơn thuần muốn khiêu chiến thiên tài kiếm đạo nâng cao thực lực của bản thân bế quan tĩnh thất sư đệ đâu rồi và bế quan rồi sư tỷ hắn thật sự muốn tham khiêu chiến tỷ võ chiêu thân sao trước khi nghĩ ra được đối sách tốt hơn thì chỉ có thể tùy cơ ứng biến quan trọng là bế quan 3 tháng thì có tác dụng gì chứ người khiêu chiến với hắn đều là sư huynh đệ trúc cơ kỳ không sao cả trong bạn tháng này ta sẽ đến bái phỏng những người có khả năng tham gia hội tỷ võ chiêu thân lần này trong nội môn hả tin cộng 50 điểm tạo hóa tin cộng 30 điểm tạo hóa tin cộng 15 điểm tạo hóa tích lũy tu luyện huyết độn thuật đạt đến ba điểm tạo hóa hoàn thành nhiệm vụ cộng một lần rút thưởng he he cuối cùng cũng hoàn thành thêm một nhiệm vụ rồi chỉ còn nhiệm vụ động phủ hóa thần nữa thôi bên đó có thời hạn 3 năm ta sẽ cố gắng tăng thực lực có thể hoàn thành là được rõ ràng là ký chủ vừa tiếp xúc với thế giới tu chân cũng không có ký ức của ký chủ tiền nhiệm nhưng vì sao lại có tốc độ học công pháp biến thái như vậy biến thái chỗ nào trước đấy không nhắc người bởi vì dung hợp kiếm linh căn nên có thể hiểu được công pháp hệ kiếm nhanh chóng lấy ví dụ như huyết động thuật mà người vừa học cho dù là người có thiên phú cao cũng phải mất nửa tháng mới có thể học từ sơ cấp đến thành thạo, nhưng người chỉ mất hai canh giờ là đã nắm được gần hết rồi. Điều này hoàn toàn không thể. Sao câu này cảm giác như ta thường hay nghe thấy vậy nhỉ? Đúng vậy, đạt xá luyện thi, dung hợp yêu đan, dùng tay phá trận pháp, thân hồn bù đắp kiếm linh, cộng thêm tốc độ lĩnh ngộ công pháp biến thái này, cho nên bản hệ thống có lý do nghi ngờ, trước khi ký chủ đoạt xá cơ thể này đã có được kỳ ngộ gì đó không? Trước khi đoạt xá, ta còn là một sinh viên đại học, Nhận được 100 tệ trước cổng trường có được coi là kỳ ngộ không? Sau khi chết thì sao? Trên đường đến Vãng Sinh Tháp hoặc trong Vãng Sinh Tháp có chuyện gì xảy ra không? Hả? Trong Vãng Sinh Tháp có một cô lệ tân, bảo tôi rút thưởng rồi sau đó thì tôi đến đây. Con về trên đường đến Vãng Sinh Tháp. Á, à, sao thế? Ký chủ, hình như sắp nhớ lại cái gì đó, nhưng đầu đột nhiên đau nhức giống như nứt ra vậy. Đáng ghét, rốt cuộc là cái gì? Xích chút nữa là nhớ lại rồi. Dừng lại, ký chủ đừng nhớ lại nữa, trạng thái thần hồn của người đang rất bất ổn. Ký chủ, đau đầu chết đi được rốt cuộc là chuyện gì vậy ta đau quá nên ngất đi sao đúng vậy ký chủ đã hôn mê 9 ngày rồi cái gì thân hồn của ta bị rút sạch năm nghìn lần cũng chỉ mới hôn mê một tuần lần này thân hồn của ký chủ đã bị một sức mạnh bất minh nào đó can thiệp hồi phục rất chậm có ý gì ví dụ thần hồn của người là máy tính bị hút rỗng đi đều được coi là tấn công ở cấp độ vật lý tương đương với việc đập nát máy tính trong trường hợp này thị huyết âm sát châu có thể nhanh chóng sửa chữa lại nhưng lần này là máy tính bên ngoài không hề hấn gì nhưng bên trong đã trúng vì rút thị huyết âm sát châu bất lực với tình huống này bản hệ thống dùng trí ngày này phá giải sức mạnh không rõ kia chủ nhân mới có thể tỉnh lại được vậy sức mạnh đó là cái thứ gì từ đâu đến có lẽ là lỗi khác của bản hệ thống tóm lại nếu ký chủ lại nhớ ra thứ gì đó khiến người đau đầu thì nhất định không được nhớ lại nữa lần này hệ thống may mắn mới phá giải thành công nếu còn một lần nữa thì có lẽ ký chủ sẽ mãi mãi không tỉnh lại được vậy cũng đáng sợ quá rồi đấy bản hệ thống hơi mệt có lẽ cần nghỉ ngơi một thời gian cái gì không cần lo lắng nghiêm túc mà nói thì ta chỉ là quản trị viên của hệ thống trong thời gian ta nghỉ ngơi không gian hệ thống thương thành hệ thống nhiệm vụ hệ thống không cần đến quyền hạn của ta cũng có thể vận hành đợi đã ngươi sao vậy vì sao lại muốn nghỉ ngơi đã nói là phá giải sức mạnh pháp tắc kia đã tiêu hao quá nhiều sức lực nghỉ ngơi dệt dệt một thời gian dệt tệt là ổn rồi dệt đợi đã đây là lỗi gì vậy vì sao người sửa lỗi của bản thân mình lại mệt thành thế này hơn nữa thực sự có thể sửa được thì ta mong người sửa lại lỗi phát nhiệm vụ ngẫu nhiên kia Nói là lỗi của hệ thống không phải sợ người lo lắng sao cảnh báo lỗi cảnh báo lỗi virus này không chỉ lây nhiễm ngươi mà đến ta cũng đã trúng chiêu hệ thống có đấy không nói câu gì đó đi cảnh báo lỗi cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài hệ thống nguyên nhân không rõ nghỉ ngơi thật rồi sao tinh hộp bí ẩn rút thường đã được chuyển đến hả hộp qua lần này hình như khác biệt quá lớn với lần trước rồi cái gì kỳ lạ ta không hề có gửi rút thường lần này đi mà đáng ghét cho nên mới cắt đứt liên kết của ta với thế giới bên ngoài sao ký chủ đừng mở ra có mưu kế tinh chúc mừng nhận được phân thân chuyên dụng để tu luyện trông giống hệt với ta cái này dùng kiểu gì Hãy cài đặt giới tính. Đây không phải là phân thân của ta sao? Vì sao có thể cài đặt giới tính? Hạng mục lựa chọn giới tính này cũng cẩn thận quá rồi. Ô, oh, thật sự biến thành nữ nhân rồi. Hãy cài đặt thân phận. Hả? Không thể quay lại sao? Ta chỉ là muốn chọn thử thôi. Vậy nếu ta chọn là túi mua sắm thì sẽ biến thành cái gì? Đây là những lựa chọn rồi dám gì vậy? Muội muội đi, bình thường một chút. Cài đặt thành công, hoàn tất quá trình khởi tạo. Lần đầu gặp mặt, ta là tinh linh muội muội của ngài. Hay lắm, tên cũng đã được đặt xong rồi. Có thể giới thiệu cách dùng của ngươi không? Kaka -ka muốn dùng ta thế nào cũng được, ta sẽ không phản kháng. Ngươi đây là cách nói dụ dỗ người ta phạm tội. Ta đang hỏi ngươi là ngươi có phải phân thân hỗ trợ tu luyện không? Cần cách hỗ trợ thế nào? Ồ, oh, là như vậy. Đơn giản mà nói thì chính là tu vi của ta và Kaka trói -ka buộc với nhau. Nếu như tu vi của ta tăng thì Kaka -ka cũng sẽ tăng như vậy, ngược lại cũng thế, cũng là tăng gấp đôi hiệu suất. Không, có ta thì Kaka -ka hoàn toàn không cần phải tu luyện ta là phân thân dùng để tu luyện có thể hấp thu linh lực của linh thạch trong nháy mắt nếu như để ta vào không gian hệ thống thì ta còn có thể dùng điểm tạo hóa để tu luyện hả điểm tạo hóa cũng có thể dùng để tu luyện đúng vậy đây là năng lực riêng khi là phân thân dùng để tu luyện của ta thuận tiện nhắc nhở chút hấp thu một điểm tạo hóa cần một khác thời gian để tiêu thụ một điểm tạo hóa tương đương với linh lực của bao nhiêu linh thạch hạ phẩm khoảng 100, cảm giác lập tức có động lực để kiếm điểm tạo hóa rồi cho dù phương pháp dùng điểm tạo hóa để tu luyện có hiệu suất thấp thì tốc độ của ta cũng gấp 10 lần của Kaka, cho nên Kaka hoàn toàn không cần phải phí thời gian vào việc tu luyện. Cái này khá là thực dụng, chỉ cần có điểm tạo hóa thì ta có thể luôn ở trong trạng thái bật hách tăng tốc thăng cấp. Ngươi còn có công năng khác không? Hạ, đây là, chúng ta trao đổi cơ thể rồi, bởi vì thần hồn của ta được chia tách từ trên người Kaka nên có thể trao đổi cơ thể thông qua cách trao đổi thần hồn. Nặng quá, công năng này cũng không tệ nhỉ, có thể dùng trong lúc cần che giấu thân phận. Thời gian quý giá, nếu như không có chuyện gì khác thì Kaka hãy để ta vào không gian hệ thống đi, ta muốn bắt đầu tu luyện. Ồ được, đáng ghét, ký chủ đứng nghe lời của nàng tại hoàn toàn không có nghe nói chuyện điểm tạo hóa còn có thể tu luyện được, trong này chắc chắn là có mưu đồ. Linh Thạch trong không gian hệ thống nói không chừng là sau này còn có chỗ dùng, người dùng điểm tạo hóa để tu luyện trước đi. Được. Ngươi là ai? Tiếp cận ký chủ là có mục đích gì? Cắt đứt kết nối của ta với hệ thống ngoại giới là do ngươi làm đúng không? Ở đây vốn dĩ là không thuộc về ngươi. Đáng ghét, thông tin của không gian hệ thống cũng bị làm nhiễu loạn rồi. Đã yêu đến mức này rồi sao? Đều tại ca ca trước đấy sử dụng sức mạnh của ta một cách bừa bãi. Ta nhờ thứ đó cũng được thả vào đây. Tin thấy rồi. Hả? Nàng ta lấy yêu đang dung hợp làm cái gì? Cái gì? Ăn, ăn rồi. Cảnh giới hiện tại. Trúc cơ tầng 5. Gì? Ai ra, ca, mới một lúc chưa gặp đã nhớ ta rồi sao? Người đã làm cái gì? Vì sao ta lại tấn thăng một cảnh giới lớn trong trước mắt? Không phải bảo là ngươi không được dùng linh thạch tu luyện sao? Ta không có dùng linh thạch, chỉ là đã luyện hóa dung hợp yêu đan trong không gian hệ thống. Ấy, không cảm ứng được. Thật, thật sự không còn nữa. Ai bảo ngươi luyện hóa vậy? Đó là thứ ta để lại dùng thay cho linh căn sau này đấy. Ngươi muốn ca cá ngươi làm kiếm nhân mãi sao? Huống hồ đó chính là 144 viên yêu đan của yêu thú Nguyên Anh. Vì sao ta chỉ từ luyện khí thăng lên chút cơ? Không phải ta hấp sức mạnh trong đó mà ta cũng dùng nó làm linh căn ta muốn đạt tới hiệu suất tu luyện như đã nói với huynh trước đây luyện hóa dung hợp yêu đan kia là bước không thể thiếu phân thường hệ thống này còn phải nuốt cả vật phẩm riêng của ta mới có thể trở thành hoàn chỉnh sao cho đi thì mới có nhận lại ca ca trong lúc nhất thời người cũng không dùng đến viên dung hợp yêu đan đó còn không bằng để ta hấp thụ giúp người tu hành được bây giờ ta sẽ không so đo với người chuyện dung hợp yêu đan người có thể giải thích cho ta hiểu tại sao sau khi phân thân là người xuất hiện ta lại không thể hiểu được công pháp ngọc giản ta là phân thân chuyên tu luyện toàn bộ năng lực tu luyện của ca ca đã chuyển giao cho ta không chỉ nuốt đồ của ta còn thêm bút cho ta đúng không đây sao có thể là búp được chứ độ thành thạo tu luyện công pháp của ta cũng sẽ được chia sẻ với Kaka. ca mỗi mỗi ta đây đã gánh vác phần tu luyện khô khăn nhất trong tu tiên ca ca chỉ cần ra ai trước mặt người khác ra vẻ ta đây mở rộng hậu cung tìm nhiều chị dâu con cháu đầy đàn là được nếu ngươi đã nói như vậy vậy thì ngươi chính là muội muội ruột của ta rồi ta là ca ca cũng chẳng có gì tốt để tặng đây là công pháp ngọc giản ta mượn của sư tỷ bây giờ tặng hết cho ngươi đa tạ sư đệ ra ngoài chút sao vậy sư tỷ gặp phải một chút phiền phức ngươi đã vào nội môn được một tháng rồi, phải tiếp nhận sát hạch truyền công của trưởng lão. Vậy thì sát hạch thôi. Lần sát hạch này là do vạn tự môn cùng tổ chức. Đệ tử mới nhập nội môn của hai tông môn phải cùng nhau tiếp nhận sát hạch. Bởi vì số lương đệ tử của bên chúng ta ít cho nên khu vực sát hạch được sắp xếp vào vạn tự môn. Đệ tử vạn tượng môn nghe tin này nữ của môn chủ sắp được gả cho người chỉ mới ở luyện khí tầng thứ năm thì đều có lời bàn tán không hay. Cộng thêm việc người đã đột phá kiểm ý, lâm trí viện chắc chắn là nghĩ rằng mình bị lừa. Lần này vạn tượng môn sợ là sẽ gây khó dễ. Nhiệm vụ, tham gia sát hạch đệ tử nhập môn của hải tổng liên hợp lần này và kiếm được ít nhất 5.000 điểm tạo hóa trong lần sát hạch này. Phần thường nhiệm vụ thành công, cuốn công pháp. Nhiệm vụ thất bại, mất đi tu vi, kiếm được 5 điểm tạo hóa. Đây là phải gây thú trúc oán đến mức nào trước hệ thống? Người không muốn ta sống sót từ vạn tượng môn trở về đúng không? vậy nên sư đệ người tốt nhất nên nói với điều trưởng lão dẫn đội rằng người đã lĩnh ngộ được kiềm ý đến thời khắc mấu chốt đừng nói nữa sư tỷ tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi người tu sĩ như ta sao có thể sợ một trận chiến được chứ nói hay lắm Điêu trưởng lão bài kiến điêu trưởng lão thanh vân tông có thêm những đệ tử có tâm tính như tinh dạ tiểu hữu thì cũng không cần sâu không vực giật được điều trưởng lão quá khen rồi liệu sư chất cũng yên tâm lão thần dẫn đội chắc chắn sẽ đảm bảo sự an toàn của tinh dạ đạo hữu điều trưởng lão đã vất vả rồi được rồi những đệ tử khác cũng đã đến đủ rồi chỉ còn thiếu người nữa thôi hả bọn họ đều ở trong hồ lô sao cái hồ lô của điệu trưởng lão có phát tắc không gian đặc biệt bên trong thoải mái hơn nhiều so với linh châu bình thường nhảy thẳng vào sao đúng vậy ô oh, phương hướng trọng lực thay đổi rồi nhìn thấy lối ra rồi ha 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 nhìn xem phong tiên phách trảo của ta bắt được ai nào con tưởng là thiên tài kiếm đạo vạn năm khó gặp tài giỏi đến đâu nữa chỉ có vậy hoàng sư huynh thả hắn ra đi đừng để hắn bị dọa sợ đái ra túi ha 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 phong tiên mạt của hoàng sư huynh đúng là mạnh thật tinh cộng 5 điểm tạo hóa cái gì sao hắn ra ngoài được huyết phụ này huyết huyết độn thuật Tiến độ nhiệm vụ, thăm dò động phủ hóa thần, không phần chăm sát hạch nội môn, 5 trên 5 nghìn. Ô, xem ra điểm tạo hóa kiếm được bây giờ cũng được cộng vào trong nhiệm vụ lần này. Tiểu tử này điên rồi sao? Huy độn thuật không phải là cái dùng để bảo vệ tính mạng vào lúc quan trọng sao? Cái này cần phải đốt cháy tinh huyết, mỗi lần dùng đều sẽ tụt cảnh giới, tổn hại đến căn cơ. Không sao không sao, đều do tại hạ không biết gì, hoảng loạn quá nên tưởng rằng bị kẻ địch tấn công. Các vị sư huynh sư tỷ chỉ là đang muốn đùa với ta thôi đúng không? Đúng đúng đúng, bọn ta chỉ là đùa thôi. Đúng vậy, chỉ là muốn xem tốc độ phản ứng của thiên tài kiếm đạo mà thôi ừ mọi người đều không có ý xấu gì cả ai ra sư đệ người dùng huyết động thuật này đã khiến bọn ta bị dọa sợ rồi cũng chính là nói tất cả mọi người ở đây đều tham gia vào trò đùa này đúng không hả ta chắc chắn sẽ không trách các vị sư huynh sư tỷ nhưng sau khi ra ngoài nếu tông chủ và trưởng lão biết được thiên tài kiếm đạo như ta lại bị tổn thương căn cơ vì trò đùa của các ngươi thì bọn họ sẽ có phản ứng ra sao ta cũng không dám suy đoán nữa con mẹ nó tên tiểu tử này cố ý lừa chúng ta vào chồng mẹ kiếp ta chỉ là xem náo nhiệt mà thôi sao lại xem ra chuyện như vậy chứ thật là bị ổi thật là âm hiểm tinh cộng 8 điểm tạo hóa tinh cộng 13 điểm tạo hóa tinh cộng 6 điểm tạo hóa tinh cộng 12 điểm tạo hóa tinh cộng 9 điểm tạo hóa không tệ không tệ hiệu quả khác tốt Mọi người thật sự là không có ý xấu, sư đệ có thể đừng nói cho tông chủ và trưởng lão biết được không? Được thôi, nhưng việc ta bị tổn hại căn cơ không dễ ăn nói, chi bằng mọi người còn chút linh thạch cho ta để tạm mua chút đan dược bồi bổ. Đáng ghét, thật muốn tận hắn một trận, lừa gạt tổng tiền à, thật là vô liêm sỉ. Các vị đồng môn các hồ đồ rồi, sao ta hoàn toàn không biết huyết động thuật gì? Sư đệ này, căn cơ bị tổn hại, chắc là luyện công có sai sót, không liên quan gì đến các vị có mặt ở đây, sư đệ chớ nên vu khống cho người khác đúng vậy hắn chỉ có một người chúng ta có nhiều người như vậy xem trưởng lão tin hắn là tin chúng ta đúng vậy lý do của hắn cũng không chính đáng dù có hoảng như thế nào thì chưa phải thời khắc sinh tử cũng chẳng ai dùng huyết động thuật cả ai ra sư đệ người dùng huyết động thuật đã khiến bọn ta bị dọa hết rồi bọn ta chỉ là đùa mà thôi mời xem vi ca á à, tiêu tử này vậy mà còn dùng đã lưu ảnh quay lại đây là loại người gì chứ vô liêm sỉ thật là vô liêm sỉ tinh cộng 14 điểm tạo hóa tinh cộng 22 điểm tạo hóa ngu dốt nếu như ngươi ở trước mặt các trưởng lão lấy ra thì ta đúng là không làm gì được ngươi hay hoàng tử long sư huynh cướp lấy đá lưu ảnh của hắn từ chi trảm, tinh cộng 20 điểm tạo hóa muốn chết đây là chiêu thức gì? Tư thế thật là kỳ lạ, căn bản là không có điểm phát lực, đáng lẽ không có uy lực, nhưng Hoàng sư huynh nhìn có vẻ là rất đau, nhưng hắn đã mặc bảo y hộ thể huyện giai thượng phẩm đấy. Ta giết ngươi, phía nhận vũ, đây là thủ đoạn tấn công mà tinh gia đã nghiên cứu trong quá trình bế quan, coi từng bộ phận trên cơ thể mình như một thanh kiếm, rồi sử dụng đa trọng ngự kiếm thuật đầy điều khiến chúng có đặc điểm có thể khiến cơ thể trở nên cực kỳ linh hoạt, quỹ đạo hành động cũng khó đoán được. Ngoài ra còn có thể kèm theo đòn tấn công kiếm pháp trên cơ sở của tấn công thể thuật, nhanh quá, gây cho kẻ địch tổn thương kép như vừa bị đâm một cứu lại vừa như bị đâm một nhát kiếm cộng 32 điểm tạo hóa. Tứ chi liên đả, mạnh, mạnh quá, tư thế này cũng vặn vẹo quá, hoàng tử long vốn có tu vi trúc cơ tầng 3, mặc bảo y hộ thể huyền giai, còn cầm quạt lưu vân là pháp khí gia truyền địa giai, thế mà lại bị đánh đến mức không có sức phản kháng. Á, à, khiến phía nhận long quyền. Tạo ra con gió lớn như vậy, tóc đã bị ngươi làm dối hết lên rồi, ngươi không phải là luyện khí kỳ, đúng vậy, ta cũng không nói ta là luyện khí mà các ngươi muốn nhìn đến lúc nào còn không qua đây hạ gục tên tiểu tử này giúp ta nếu ai đến giúp đỡ thì ta sẽ dùng huyết độn thuật chạy ra ngoài và trực tiếp giao đá lưu ảnh cho trường lão ngươi cho rằng bọn ta ngu sao huyết độn thuật mỗi lần sử dụng đều phải từ từ điều dưỡng cho tính huyết hồi phục hả có kích thích không Tiêu tử này là quái vật sao làm gì có ai dùng huyết độn thuật liên tục vậy tinh huyết của hắn là từ trên trời rơi xuống sao người muốn đến giúp đỡ hắn cũng phải chịu trách nhiệm cho phí bồi thường căn cơ dùng huyết độn thuật mấy lần của ta hả cũng không có chú ý để ở đây còn có một căn phòng nữa đấy ta đi vào trong xem là có cái gì đi thôi cùng đi xem sao ta cũng đi ta cũng được rồi chỉ còn lại hai người chúng ta thôi ta còn có mấy chiêu thức mới sáng chế ra cần ngươi thử uy lực giúp ta không đừng chúng ta đến nơi rồi Hoàng tử Long, sao ngươi lại thành thế này? Hồi trưởng lão, đệ tử đang luyện thất thương trưởng. Bậy bạ, làm gì có ai luyện như vậy? Đeo cái này lên, để tránh bị người ta chê cười. Vâng, điệu trưởng lão đến thật đúng giờ, điều nên làm. Đi theo ta đi, đệ tử nội môn của ta cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Vạn tượng môn, trưởng lão truyền công nội môn, đầy vũ, nguyên anh sơ kỳ. Rất tốt, tiểu tử ngươi đúng là vẫn còn dám đến. Nếu đã đến rồi thì đừng hòng đi nữa. Khuê nữ của môn trưởng, người đang ở trong tông môn sao? Ta là Trình Tâm, ta không nhớ là đã cho ngươi ẩn ký truyền âm còn có không phải là ngươi đang bế quan sao chuyện này không quan trọng ta cần người giúp đỡ ta một chuyện vạn tượng môn võ đài lần này ta sẽ chủ trì kỳ khảo hạch đệ tử tân tấn nội môn của hai tông môn những kẻ không đạt chuẩn sẽ bị chuyển từ nội môn sang ngoại môn người có thành tích đứng đầu có thể tham gia vào đại tỷ thí thương lan năm nay nghe nói ngươi có hôn ước với trình tâm sư tỷ cũng là đệ tử tân tấn nội môn mới luyện khí tầng 8, đi cửa sau để vào nào dám đến tham gia sát hạch cái gì mà đột phá kiếm ý hơn nửa là đánh bóng tên tuổi của nhiên là đều rất có địch ý với ta tùy tiện xem thôi cũng đều là truyền âm nhắm vào ta nếu như vậy thì dễ làm rồi tất cả ánh mắt hãy hướng về ta ta xin tuyên bố một chuyện ta là vị hôn phu của trình tâm tinh dạ muốn kết thân với ta con rể tương lai của môn chủ thì hãy nhanh chân lên vì cơ hội này chỉ đến một lần mà thôi tiểu tử này kiêu căng quá rồi đừng cản ta ta phải lên đánh chết hắn môn chủ suy nghĩ kiểu gì vậy vậy mà lại phối hôn cho trình tâm sư tỷ con hàng như vậy tinh cộng 19 điểm tạo hóa tinh cộng 13 điểm tạo hóa tinh cộng 30 điểm tạo hóa tinh cộng 23 điểm tạo hóa tinh cộng 26 điểm tạo hóa, tuyệt vời, trong nháy mắt đã tăng hơn 1000 rồi. Điệu trưởng lão, thiên tài kiếm đạo này của các ngươi đúng là kiêu căng thật đấy. Tinh dạ tiểu hữu, tuy lão thân nói đảm bảo sự an toàn của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần thêm độ khó cho lão phu vậy chứ. Là Trình Tâm sư tỷ, sư tỷ đến rồi. Trình Tâm sư tỷ vì để chống lại hôn nước đã tự phát tờ rơi tỷ võ chiêu thân, chắc chắn là thấy tiểu tự này phiền chết rồi. Lời nói ngông cuồng vừa nãy của hắn, chắc chắn là sư tỷ đã nghe thấy rồi, mau dần mặt sỉ nhục hắn đi, để hắn đừng ở tưởng có kẻ còn đòi ăn thịt thiên nga. Tinh dạ lão công cố lên.